Du lịch kỳ thú khám phá những vùng đất mới, chiêm ngưỡng những cảnh đẹp cuốn hút. Lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Thưởng thức ẩm thực hấp dẫn và đầy màu sắc. Ôi, đẹp quá. Đã quá. Hãy sẵn sàng và chuẩn bị lên đường cùng chuyến du lịch kỳ thú. Du lịch kỳ thú phát sóng lúc 22:45 thứ năm hàng tuần trên HTV7.